Mày, chúng mày, chúng mày, chúng mày. Chúng mày. Rồi, 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 rồi. Bòi, bòi. Mày gom củi, gom củi, gom củi, gom củi. Mới thắng xe lại thấy liền à. Chưa kịp gì trơn. Kia. Đây nè, tới nữa. Tới nữa, tới nữa. Mới thắng xe lại à. Nè mọi người, nay mình cùng sang nè, lúc dạy sâu ca với Trọng với Tiền Bê đi săn sóc. Mà mới thắng xe lại thấy con bềm bẹp chỉ Tiền Bê móc cây tới má ra làm liền, lụm liền. Gom, gom củi, gom củi, gom củi. Đây đâu bắn được, vậy đó. Má lại hại quá em. Bềm bẹp nè, mới đậu lại thấy luôn nha anh em. Quá ngon, gom củi, gom củi. Má nè. Tới. Vừa, vừa tới à, đang chưa có thay dây kịp nữa mà. Mở hả anh em ơi, vừa tính đậu xe anh em ơi. Qua đã, vậy là nay. Vì nay là một ngày tốt lành rồi. Rồi tiếp tục vô buồng sóc rồi. Quá trời bịch à. Nó bịch lâu quá. Đó đó, sang sang sang. Coi coi nó sang. Qua tới đây rồi sang ơi. Đâu 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 đâu. Mày. Một con mọi người, khoan từ từ để cho thấm. Đảo quá. Rồi từ từ làm kìa. Từ. Đừng có làm nổ. Để mê bắn. Lên đâu, lên đọt hay lên đâu? Đó đó, nhảy bên đó. Đó. Tao tay đó, tao tay. Ờ đây có con cu, tao làm trước con cu đó đã. Tuốt luôn hả? Cái nào ơi? Im, từ từ. Mày à, ngay đầu. Em bắn nhanh anh mà. Ôi gọi nước nuôi rồi. Trời ơi, nước nuôi tiêu rồi. Quá. Đi đâu? Nước nuôi vậy? Này con em cầm nước nuôi. Qua đâu đã mọi người ơi. Con lùm này được hai con nha mọi người. Đây, mê con mình coi. Rồi tiếp tục. Qua đã. Chú nó còn đeo đâu ơi? Chạy lên đây. Đâu rồi chồng? Chỗ mặt trời không thấy gì luôn á. Lên trên kia rồi. Đâu rồi? Qua trời bịch rồi. Lên cái bự luôn hả? Ra ngoài. Ra ngoài, bên đây chó mặt trời không chết luôn á. Nó chạy hết nổi rồi. Qua bển luôn. Rồi Tuốt ơi, qua cây kia luôn mày. Cây bên đây. Ừ đó. Tuốt đọt ơi. Ở đây hết thấy rồi. Vô trọng, vô ông ơi. Đâu. Cái nào? Đâu qua cái đó đó. Đọt từ từ. Nãy té xuống mà nó bấu được nhánh cây. Tính suốt cho nó rã rồi. Canh đang canh, cái nó bấu cho được nhánh cây nó quật lại. Quá trời à, vô lùm mà cho giấy leo quá trời à. Xíu rồi, gớt xuống đá cho một đá rồi.
được hai con mọi người. Còn ở đây một con sầu ca bán gớt, tính suốt cho nó một đá mà nó quẹo quéo được nhánh cây lên này. Nó lên rồi nó kích luôn rồi. Rồi đi tiếp, giờ mấy anh em mình qua bên đây. Sao làm chân rồi. Bự à. Bự. Hai con nhưng nặng chứ. Nhưng con miệng bẹp nó có. Sáng khai trương con miệng bẹp là ok rồi. Đây. Đi. Chạy đâu rồi? Mới chuyển xuống cái qua cái này nè. Mới qua cây này nè, coi mấy cây đất đây. Ông chừng nó qua luôn cây dầu rồi. Nãy đi bọc dưới trước con quá trời. Trời ơi. Rồi 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 rồi, nhảy qua xong xong xong, đón 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 luôn xong. Bung bung ra, bung bung ra. Mới nhảy qua đó. Cây cây bự á, cây bự á. Cây bự này nè. Em nẻ đại đi. Thấy không? Quất quất nó đi. Lên đọt không hay vậy? Ê nó qua tới đây rồi, qua tới đây rồi. Trọng ơi. Nó đường cùng chồng ơi. Kìa rồi. Mày trời ơi. Cái đuôi trắng tươi à, cái đuôi trắng tươi à. Kìa. Đú đầu. Mày. Trời ơi, đu ngựa nó bóng qua bánh luôn rồi. Bóng bánh kia luôn rồi. Trời lên cây ơi. Làm sao? Ơi bên đây rồi nè. Qua luôn cây cao rồi. Mới nhảy qua cái ụt đâu rồi. Thấy không tiền. Chạy bánh luôn hả? Vô đây. Chụm vô. Nãy giờ hai thằng dí thấy màu luôn. Ê, chặn khúc ngoài không chặn, sao đứng đây bắn ra. Nó chạy vô trong là xong luôn á. Chặn lại. Ra mấy ngoài chồng ơi. Đứng hết ngoài này tỉa vô là nó chạy vô bãi bãi nè. Đâu rồi. Cây đâu mà gung. Cây bị lớn nữa ôm gung. Hai con lớn. Rồi qua đây con rồi. Con này dí này sớm vợ bệnh rồi qua đi. Con lên luôn. Ôm cây lên luôn rồi. Vậy? Con này nè. Kìa chạy lên qua đây rồi nhắm này ra kìa. Rồi mất luôn rồi. Bỏ. Con này nè. Đâu rồi? Thấy không? Sáng rồi. Đó. Dí đứng ra mấy ngoài này nè. Nó qua bên đây luôn rồi nè. Chưa. Từ. Chưa, nó chạy vô lại đây. Quyết định đi. Đó là sang. Nó phóng rồi. Té. Chạy vô, té rồi. Té rồi. Nhìn có lên cây không nghe.
chưa chết đâu. Thế đâu rồi? Gửi chỗ nào tiên? Gửi chỗ nào? Hồi nãy em đứng quán hướng nào vậy? Té. Té nhưng mà coi có lên cây không á. Chưa. Em leo lên là chưa hết lên. Má nó kìa bịch luôn á. Nó tẹp màu lắm. Đây nè, chết tươi luôn rồi. Đó. Ô. B. Chết tươi luôn. Quay quay. Đây rồi. Không biết trúng đâu mà nó chết tươi luôn. Sợ đại. Sợ đại biết trúng đâu chết tươi luôn. Không thấy dấu. Rồi, chúng này nè, chúng dập hết. Gì nghe khúc trước rồi. Được còn nữa nè. Vậy mà mới biết chứ. Không, không phải. Đạn đâu? Không đạn biết. Đạn. Chúng chừng chúng đầu quá. Ừ, chúng trong này nè, trong đây nè. Nó tỉnh tỉnh rồi. Chừng nghe. Ngồi đi. Đi. Con sạn mày. Phấn đốn đại gác bạch chết luôn. Còn chạy bên đây nè, con tớ. Nãy anh với thằng trọng dí từ bên đó qua. Này lội lút trong tôi dí luôn mà. Khu này được hai con mà hai đứa con em á, còn con chạy vô trong chùa rồi. Giờ bên em đi kiếm biển khác nữa. Quýnh một cái là cái té chết tươi. Mệt sao không mệt? Tao với thằng trọng gượt. Hai anh em gượt từ trong kia gượt ra. Quá từ cái dầu bở ra. Gượt ở đây đó. Con này ở đâu đây nè? Nó hụt lên. Giờ anh em mình đổi điểm, kiếm điểm khác nữa. Điểm này hai con hết rồi anh mọi người ơi. Mệt quá trời mệt rồi. Vàng hết rồi, không chết nữa dở. Dở thiệt. Cu. Sao? Cu nữa kìa. Hát bên nè à. Một cái cái thứ hai đổ lông bay đi luôn. Té đó, thêm một em nữa đó, trúng mạng cho sầu ca luôn. Lụm ngay đầu quả, ngay đầu luôn. Rất trong luôn hả? Hai con. Bắt đầu tiên hùng sắt. Từ kia chết. Từ kia bay té không? Rồi. Nó sang lụm con mọi người. Đây lụm này con nữa mọi người. Con nữa hả? Con sống nữa hả? Hai con. Rồi, có cua ăn rồi. Mày, trúng rồi. Chúng ơi. Đâu rồi, kiếm ơi. Rồi, hay quá, sao ca làm được con cò nữa mọi người ơi. Quá trời. Này, mò nhóc rồi. Để chạy đi. Đứng từ gụm đây mà bắn qua luôn. Con đại á. Chết. Tại nó xui thôi. Quá, sao ca làm được hay quá. Cô B đang gần cá mọi người. Ừ, bê gọng nhoi kìa. Đấy, nổi 4-5 con luôn.
một em. Có mồi nữa anh em ơi. Nó nè. Bắn bắn. Lên bể nó giỏi. Trời ơi, ổi bự ngon quá. Ngon hết chứ, ngon luôn. Thơm, nó thơm. Ở đây cua nhiều thiệt, quá trời luôn. Nhấc cái đít lên, nhấc cái đít lên, đợi vợ cái đít lên, phành ra. Đỉnh đầu. Ô, tiền bê được con nữa. Đi thơm thơm. Đâu nút nhà ở ngoài rồi. Không đến cái bọt. Dưới cây là hai con rớt con. Đấy, có mồi nữa nghe anh em ơi. Trời ơi trời, ba đi không dám ba. Nó đó. Có mồi. Để đầu coi nước nha. Mày hả mợi. Một con một rồi. Em. Qua hàng rào, qua hàng rào. Kìa còn đứng trong hàng rào kìa. Chủ nhà ở vô bắt cái nghe chủ nhà. Nó chạy vòng vòng đây nè. Đâu rồi? Nó chạy như gà con. Con nữa nè. Nè, vô bị. Coi như chim vợ vậy đó, bắn đừng có mắc cỡ. Cái nữa, làm lại. Ngáo rồi, ngóng rồi. Canh kỹ lại. Dừng đạn đi dưới chút. Cho bắn đã luôn, đứng cho em bắn đã luôn. Rồi bay luôn. Cua còn không chết chết cua kia. Cua còn không chết chết cua kia. Cua còn bự hơn cua kia mà cua còn không chết. Đội mẹ nó gần ra lũ lớn nè. Hello mọi người. Nè, về đây, nay đi bố anh em đây. Ủa, con bị sống tới giờ rồi. Quá trời, quá đất rồi mọi người ơi. Ê, ê. Thiệt luôn á. Ê. Nhiều lắm mọi người ơi. Quá trời, quá đất coi. Kìa kìa. Trời ơi. Chui vô đó vậy ông nội. Ba. Quá trời rồi. Ơi, ba con sóc nè. Ôi quá trời, hết biết đường điểm rồi. 1 2 3 5 7 9 10 14 14 con cu. Con cò, con bìm bịp, con cá. Rô vi. Chưa, còn bên xe chục ca nãy mấy con nữa, xách rồi đó. Quá trời mọi người ơi. Con cá.
Này, này trúng đậm mày. Thôi kết thúc video luôn nha mọi người. Mọi người xem có hay thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha mọi người.